Tôi tên là Vi, hiện đang sống với bố và người mẹ kế. Tôi không hề thích bà ta vì tôi cảm thấy bà ấy như đang dần cướp đi tình cảm của bố tôi. Con học vậy hả? Con có lấy bộ bông hay nó cơm rồi đó. Dạ. Con làm gì vậy hả? Sao mày hỏi con không trả lời? Ủa, mẹ con á hả? Sao cứ cố chấp vậy hả? Mẹ thật con chết đâu rồi? Thôi mày phải đi xuống đi, con mệt rồi. Phiền phức. Ủa, bà này riết chắc điên luôn á. Vậy lấy mày qua mày đón tao nha. Mày muốn đi đâu? Qua sớm sớm nha ba, tao nhà chán. Ở mẹ chắc muốn tao chết luôn á. Thế tôi đi chơi với bạn, tối về trễ mà không có cần làm nhà đợi cơm đâu. Không đi đâu. Tôi với ai, chuyện của tôi bà hỏi làm cái gì? Nhiều chuyện vừa thôi. Dù gì thì bà cũng là mẹ mày đó. Mẹ kế thấy mày được như bà đó. Mẹ coi cơ sở của mày đi thôi hối hận. Chuyện của tao mày lo đó. Cái như này chỉ là trắng mặt bà. Mày còn nhắc nữa. Không mới sáng không vô trường luôn em. Có sao không con? Không mẹ. Hôm nay ngày giỗ của mẹ á, cho ba có đi không? À, ba bảo là ba không đi được. Cái gì? Nói lần nào ba cũng vậy đó vậy? Năm nào tới ngày giỗ mẹ của mẹ ba cũng nói ba bận, bận không đi được. Sao con cứ mẹ mẹ hoài vậy? Con có biết là mẹ ruột con mất lâu rồi không? Chấp nhận đi. Mẹ kế với mẹ kế phải là mẹ ruột của tôi. À. Sao con hổn láo vậy hả? Con có biết là mẹ ruột con nhìn xuống thất vọng là con lắm biết không? Ăn cơm đi con.
tỉnh á hả? Sao mày ngu quá vậy, tự nhiên đi tự tử? Mày ồn ào quá hả? Mày hay quá ha, không nhờ mẹ mày là mày đi xong rồi đó. Người ta hỏi mẹ tao rồi, mày nói nhiều quá hả? Xoay trốn sau lưng ba nhìn mẹ, mẹ đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ chăm sóc con thay cho người mẹ quá cố của con. Con đã, con đừng ấy sao mà trông gai khó khăn quá con ơi. Mẹ không biết làm cách nào để con có thể chấp nhận người mẹ này, và vô tình mẹ đã làm cho con trở nên như ngày hôm nay. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Nếu được quay lại, mẹ sẽ chọn cách không xuất hiện trong cuộc đời con. Tha thứ cho mẹ con nhé. Và mẹ chỉ mong sao cho con hiểu được rằng mẹ yêu con rất nhiều.